Thưa quý vị, hẻm 31 thuộc phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài được xem là con đường một chiều duy nhất của thành phố Đồng Xoài. Sau khi được cắm biển báo, công an thành phố Đồng Xoài đã ra quân hướng dẫn, phân luồng, tuyên truyền việc chấp hành luật giao thông. Tuy nhiên, khi lực lượng công an không có mặt, tình trạng chạy ngược chiều lại tái diễn, gây bức xúc, ức chế với người lưu thông đúng luật, ghi nhận của phóng viên bản tin 100 độ PVTV.